Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp khó lường của cơn bão số 3, hôm nay các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra các vị trí xung yếu, cấp bách, công tác ứng phó với cơn bão số 3 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra thực tế, nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 3 tại huyện Kim Sơn, Nho Quan. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, các địa phương liên quan. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn đã nghe lãnh đạo các sở ngành địa phương báo cáo về công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3. Thực hiện theo công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, những ngày qua, các địa phương đơn vị trong tỉnh đã tăng cường kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, công trình đang thi công, rà soát quy trình vận hành hồ đập đảm bảo chủ động khi có sự cố xảy ra, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng vật tư phòng chống lụt bão, đặc biệt là chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương căng bạt nơi trọng điểm xung yếu, nắm chắc thủy triều để mở cống cho nước cân bằng trong ngoài đê. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về diễn biến, hướng đi, ảnh hưởng của bão đã được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đài truyền thanh 3 cấp xã liên tục phát các công điện, tin bài tuyên truyền để người dân không chủ quan trong việc bảo vệ sản xuất và tài sản. Tại huyện Kim Sơn, địa phương được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3. Đến thời điểm 15 giờ ngày 6 tháng 9, toàn bộ 119 phương tiện, 267 thuyền viên đã về bờ neo đậu an toàn. Toàn bộ 347 lao động trên 218 lều chòi, khu vực đê biển Bình Minh 3 đến Cồn Nổi đã vào bờ tránh trú bão an toàn. Các xã Kim Đông, Kim Trung, Kim Hải đã thành lập các tổ tuyên truyền vận động thực hiện di dân khu vực ngoài đê biển Bình Minh 2 đến nơi tránh trú bão an toàn, đồng thời thành lập các chốt kiểm soát không để người dân đi ra ngoài đê biển Bình Minh 2 cho đến khi bão tan. Riêng đối với công tác tiêu nước đệm, đã triển khai vận hành 27 máy bơm tiêu tại 8 trạm, 44 cống dưới đê, 12 cống hồ, huy động máy móc thiết bị khơi thông dòng chảy, đảm bảo sẵn sàng tiêu úng kịp thời cho lúa mùa và cây trồng khi mưa lớn gây ngập úng. Các địa phương cũng đã chủ động rà soát diện tích lúa mùa, cây màu để đánh giá khả năng chịu úng và chỉ đạo tiêu nước đệm. Đối với diện tích nuôi trồng thủy sản, chỉ đạo kiểm tra, gia cố bờ ao, cống ao, kiểm tra chất lượng nước ao nuôi, chuẩn bị sẵn sàng các phương án xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của bão. Qua nghe báo cáo, nắm bắt tình hình, kiểm tra thực tế một số vị trí trên tuyến đê biển Bình Minh 3, Bình Minh 4, huyện Kim Sơn, tràn hồ Đồng Trương, hồ Yên Quang, huyện Nho Quan, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, sẵn sàng của các cấp các ngành trong ứng phó với cơn bão số 3 ở mức cao nhất. Trên tất cả các mặt trận đã triển khai đồng bộ từ tuyên truyền, vận động, phòng tránh, di dời dân, đặc biệt là ở những địa bàn xung yếu, nguy cơ cao, đã chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện vật chất, hậu cần, vừa thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, vừa điều phối trên toàn tỉnh, theo phương châm tập trung cao cho các vùng trọng điểm. Tinh thần chỉ đạo rất sẵn sàng với mục tiêu chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão, hoàn lưu bão gây ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, đây là cơn bão rất mạnh. Theo dự báo, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Đường đi của bão rất phức tạp, trong khi Ninh Bình nhiều năm nay ít bị ảnh hưởng của bão lớn. Chính vì vậy đang có tâm lý chủ quan trong một bộ phận nhân dân. Mặt khác, ảnh hưởng của hoàn lưu bão có thể sẽ gây mưa lớn, ngập úng trên diện rộng, ảnh hưởng lớn tới sản xuất lúa mùa, nuôi thả thủy sản của nhân dân. Chính vì vậy, trong thời gian tới, trên tinh thần chuẩn bị tích cực, khẩn trương, chủ động, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Phát huy cao nhất các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh, mạng xã hội để tuyên truyền, vận động người dân ở tất cả các địa bàn, đặc biệt là địa bàn trọng yếu. Cần đề cao cảnh giác, chủ động phòng tránh, phòng ngừa, ứng phó với bão. Lãnh đạo chủ chốt các cấp triển khai trực 24/24 để kịp thời chỉ đạo ứng phó với các tình huống. Đồng chí nhấn mạnh đến việc ưu tiên bố trí kinh phí ứng phó với cơn bão số 3, tăng cường kiểm tra, rà soát, có phương án cụ thể trước mắt và lâu dài để bảo vệ các trọng điểm xung yếu. Mặt khác, cần rà soát phương tiện tại chỗ ở tất cả các địa phương, đặc biệt ưu tiên bố trí cho các địa bàn xung yếu, bám sát, nắm chắc địa bàn, theo dõi diễn biến của thời tiết, đường đi của cơn bão, tập trung chỉ đạo lãnh đạo sát sao, nhất là phương án tiêu úng ứng phó với hoàn lưu bão. Đồng chí cũng lưu ý, mưa bão ngập úng sẽ tiềm ẩn nguy cơ các doanh nghiệp xả thải ra môi trường, để lại hậu quả cả trước mắt và lâu dài cho môi trường sống.
đồng chí đề nghị lực lượng công an tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền vận động, đảm bảo các doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Các địa phương đơn vị bám sát địa bàn, chủ động triển khai phương án ứng phó, hạn chế tối đa các công việc, cuộc họp không cần thiết. Ưu tiên cao nhất thời điểm này cho công tác phòng chống lụt bão, ứng phó với cơn bão số 3. Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình ứng phó với cơn bão số 3 tại huyện Yên Khánh và Kim Sơn. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương liên quan. Tại huyện Yên Khánh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Văn Tuất và đoàn đã kiểm tra tại trạm bơm Cống Kem, khu công nghiệp Khánh Phú. Tại huyện Kim Sơn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đoàn đã kiểm tra điểm sạt lở tại đê hữu sông Đáy, đoạn qua địa bàn xã Hùng Tiến và Như Hòa. Hiện tại, các ngành và huyện Kim Sơn đã tiến hành gia cố chân đê, trải bạt mái đê phía đồng để chống sói lở. Các xã Hùng Tiến và Như Hòa đã chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị vật tư, phương tiện, lực lượng để thực hiện phương án bảo vệ trọng điểm. Lực lượng thủy lợi, thủy nông, hạt quản lý đê được phân công hỗ trợ về kỹ thuật, biện pháp xử lý trực tiếp trọng điểm khi có sự cố xảy ra. Kiểm tra công tác thi công dự án xử lý sạt lở bờ tả sông Vạc và xử lý kẻ hữu sông Đáy. Hiện tại dự án đang triển khai thi công đóng cọc kè, gia cố chống sạt lở chân đê tả sông Vạc. Khối lượng đã thi công đạt khoảng 40%. Để phòng chống bão số 3, chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu thi công triển khai các phương án đảm bảo chằng chống lán trại chắc chắn, tập kết máy móc công trường về vị trí an toàn. Kiểm tra và chỉ đạo phương án xử lý tại điểm lún nứt mặt đê biển Bình Minh 3, đoạn qua địa bàn xã Kim Hải. Hiện trạng xuất hiện khu nứt dọc mặt bê tông, chiều rộng khe nứt từ 5 đến 8 cm. Các ngành và địa phương đã đề xuất phương án xử lý trước mắt là khoan phụt nhồi. Về lâu dài cần phải tiến hành đánh giá thực trạng để lập dự án tu sửa, bảo dưỡng để đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão tiếp theo. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng nghe huyện Kim Sơn báo cáo với đoàn kiểm tra về phương án 4 tại chỗ, phương án di dân và kêu gọi tàu thuyền vào khu vực tránh trú, neo đậu an toàn. Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các ngành địa phương, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chủ động triển khai các phương án phòng chống cơn bão số 3 của các địa phương. Tại các điểm xung yếu, các lực lượng đã sẵn sàng ứng cứu, chuẩn bị chu đáo vật tư, trang thiết bị, có phương án dự phòng để chủ động ứng phó với tình huống đột xuất bất ngờ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực nhấn mạnh, cơn bão số 3 đang về gần bờ và theo dự báo sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn, cường độ bão rất mạnh. Tuy nhiên do thời gian dài tỉnh Ninh Bình cũng như miền Bắc không có cơn bão lớn nên tinh thần chuẩn bị của người dân chưa cao. Chính vì thế, đồng chí đề nghị các cấp các ngành, nhất là chính quyền địa phương và lực lượng hiệp đồng, phải bám sát thông tin về cơn bão số 3 để triển khai các phương án phòng chống bão hiệu quả, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh 3 cấp, mạng xã hội để người dân nhận thức đúng về mức độ nguy hiểm của cơn bão số 3. Mỗi nhà, mỗi người phải có ý thức phòng chống bão, chủ động tổ chức cuộc sống, đảm bảo tính mạng, tài sản cho gia đình, cộng đồng. Các địa phương phải thực hiện nghiêm phương án 4 tại chỗ, chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ, đảm bảo lực lượng và vật tư để xử lý các tình huống cấp bách có thể xảy ra. Trong suốt thời gian phòng chống bão, đề nghị các lực lượng phải đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, có phương án chủ động, không để bị động bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Đối với các điểm xung yếu, cần triển khai ngay phương án xử lý cấp bách và đảm bảo lực lượng trực 24/24 để chủ động khi có tình huống xấu xảy ra. Sáng nay, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại các huyện Nho Quan, Gia Viễn và Hoa Lư. Cùng đi có đồng chí Đinh Công Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương có liên quan. Tại huyện Nho Quan, đoàn đã đi kiểm tra các công trình trọng yếu hồ đập, trong đó có hồ Thường Xung và hồ Bốn Yên Quang, đang trong quá trình cải tạo thi công. Tại đây, để ứng phó với bão số 3, chủ đầu tư, tư vấn, giám sát, nhà thầu đã phối hợp với chính quyền địa phương, lập các phương án đảm bảo an toàn cho công trình, tập kết máy móc, thiết bị về nơi an toàn, gia cố, lán trại, có phương án đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho hơn 10 hộ dân vẫn còn đang sinh sống trong lòng hồ Thường Xung. Báo cáo nhanh với đoàn kiểm tra, lãnh đạo huyện Nho Quan cũng cho biết toàn huyện có 42,6 km đê sông, 61,5 km đê bao, 78 trạm bơm, 38 hồ lớn nhỏ với trữ lượng nước trên 20 triệu mét khối.
huyện đã cho kiểm tra, rà soát và triển khai các phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu, đặc biệt là các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý khắc phục, chủ động sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của bão số 3. Qua nghe báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tống Quang Thìn đánh giá cao công tác chủ động ứng phó với bão số 3 của huyện, đồng thời yêu cầu địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình bão, mưa lũ, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa để chủ động các biện pháp phòng tránh. Trong đó phải đặc biệt quan tâm đảm bảo an toàn hồ đập, rà soát, có phương án di dân ra khỏi vùng thấp trũng và vùng có nguy cơ sạt lở. Kiểm tra kè Kính Trúc, xã Gia Phú, Tràn Lạc Khoái, xã Gia Lạc trên địa bàn huyện Gia Viễn. Nghe các đơn vị chức năng báo cáo về công tác chống lũ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là một cơn bão mạnh diễn biến phức tạp, dự kiến sẽ gây ra lượng mưa lớn trên diện rộng. Vì vậy, cần chủ động phương án vận hành tràn, nhất là trong tình huống trên sông Hoàng Long xuất hiện lũ tại bến đế vượt mức dương 5,3m, đảm bảo an toàn tối đa cho công trình tài sản tính mạng của người dân. Cũng tại huyện Gia Viễn, đoàn đã kiểm tra phương án tiêu thoát nước cho khu công nghiệp Gián Khẩu. Hiện khu công nghiệp tiêu nước ra các trạm bơm Gia Chấn, Cung Sỏi và trạm bơm Gia Tân có tổng công suất gần 77.000 mét khối một giờ. Để ứng phó với bão số 3, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ đảm bảo vận hành hiệu quả các trạm bơm đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước toàn khu vực. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, chủ động phương án dự phòng về nguồn điện phục vụ vận hành thông suốt các trạm bơm, kịp thời tiêu thoát nước, đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Đoàn cũng đã đi kiểm tra phương án bảo vệ trọng điểm Âu Chanh, công trình được xây dựng năm 1957, nằm trên đê Trường Yên, huyện Hoa Lư. Do xây dựng đã lâu, hiện công trình đã xuống cấp, nền hai bên mang Âu bị sụt lún. Khi lũ cao có thể gây ra rò rỉ, thẩm lậu. Để ứng phó với mưa bão, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã chủ động phương án 4 tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực sẵn sàng hoành triệt mang cống, bảo đảm an toàn khi mực nước sông Hoàng Long dâng cao. Tiếp đó, đoàn đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn tại điểm du lịch bến thuyền Tràng An. Trước ảnh hưởng khó lường của cơn bão số 3, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Du lịch tăng cường kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư, ban quản lý các khu, điểm du lịch, các hãng lữ hành có biện pháp cảnh báo, thông tin để du khách nắm bắt tình hình về cơn bão. Tạm thời ngưng hoạt động các chương trình tuyến du lịch liên quan đến hang động, khu vực sông, hồ, chủ động phòng ngừa các tai nạn, tình huống xấu có thể xảy ra. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành đã đi kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 3 tại thành phố Ninh Bình, huyện Yên Mô và thành phố Tam Điệp. Làm việc với đoàn tại thành phố Ninh Bình có đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Ninh Bình. Tại đây, đoàn đã kiểm tra dự án đầu tư xây dựng cầu Trà Là. Có điểm đầu là nút giao với đường Vân Giang, điểm cuối giao với đường Lê Đại Hành. Thời điểm này, đơn vị thi công đang hoàn thiện các mấu trụ của cầu, ước đạt trên 70% khối lượng. Đến sáng nay, toàn bộ hoạt động thi công đã tạm dừng để đảm bảo an toàn tính mạng cho người và tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, vật liệu xây dựng ngổn ngang giữa lòng sông ảnh hưởng tới việc tiêu thoát nước khi có mưa lớn xảy ra. Do vậy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố và đơn vị thi công huy động máy móc khẩn trương khơi thông dòng chảy đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời. Tại huyện Yên Mô, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra phương án đảm bảo an toàn đê hữu sông Vạc, đoạn từ cống 6 thôn đến cống Cự Lĩnh thuộc địa phận xã Yên Nhân có chiều dài khoảng 1,5 km. Hiện mặt đê nhỏ, gồ ghề, khó khăn cho việc đi lại. Một số vị trí dòng chảy áp sát chân đê gây sói lở. Qua kiểm tra, đồng chí yêu cầu huyện và xã khẩn trương huy động nhân lực, vật lực để gia cố một số điểm xung yếu, đồng thời chuẩn bị phương án về phương tiện, nhân lực chủ động sẵn sàng ứng cứu khi có mưa bão xảy ra. Để ứng phó với bão số 3, huyện Yên Mô cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chuẩn bị đầy đủ vật tư theo phương châm 4 tại chỗ. Tại thành phố Tam Điệp, đoàn đã kiểm tra tuyến đê sông Bến Đang, đoạn giáp danh địa phận xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, đến cống mùng 2 tháng 9, xã Yên Sơn có chiều dài 1,5 km, mặt đê có nhiều vị trí bị lún, lõm, mái đê nhiều vị trí bị sụt lún có nguy cơ mất an toàn khi có mưa lũ lớn. Kiểm tra đê bao khu vực hầm chui Quang Hiển, tổ dân phố 12 có chiều dài khoảng 80 mét. Đoạn đê yếu từ khu vực đền Đức Thánh Cả thuộc phường Tân Bình. Khi có mưa lớn, lũ sông Bến Đang cao sẽ tràn qua mặt đê vào nội đồng, nguy cơ ngập úng khoảng 100 hectare nuôi thủy sản và ngập lụt 40 hộ dân ở đây.
lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Điệp đã báo cáo nhanh phương án chuẩn bị ứng phó khẩn cấp với bão số 3. Theo đó, thành phố chỉ đạo phường Yên Bình, Tân Bình và xã Yên Sơn chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm 4 tại chỗ, không để bị động bất ngờ, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình bão, mưa lũ, thông tin kịp thời để nhân dân chủ động các biện pháp phòng tránh. Về phương án phân luồng giao thông trong trường hợp quốc lộ 1A bị ngập úng cục bộ, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao Công an thành phố xây dựng phương án và bố trí lực lượng hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông bằng ô tô di chuyển qua tuyến cao tốc Bắc Nam để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đối với các phương tiện bằng xe mô tô và xe máy di chuyển theo các tuyến đường nội thành. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Cao Sơn đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị và triển khai các phương án ứng phó của thành phố Tam Điệp. Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố được phân công phụ trách địa bàn khi có bão khẩn cấp phải có mặt tại địa bàn để chỉ đạo tổ chức hướng dẫn nhân dân phòng chống lụt bão. Chỉ đạo chi nhánh khai thác công trình thủy lợi thành phố trực 24/24 giờ, sẵn sàng vận hành máy bơm tiêu úng cho lúa mùa, thủy sản. Triển khai các phương án phân luồng giao thông khi xảy ra tình huống ngập lụt, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là trên tuyến quốc lộ 1A. Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có công văn về việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3, gửi các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các ban cán sự đảng, đảng đoàn ở tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, các sở ban ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh. Trong đó yêu cầu toàn bộ các cơ quan trong hệ thống chính trị vào cuộc tập trung thực hiện theo chỉ đạo tại các công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau. 1. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, chủ động, thường xuyên theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình của bão, mưa, lũ để xây dựng phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế theo đúng phương châm 4 tại chỗ. Không để bị động bất ngờ, với tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước. 2. Các cấp ủy đảng, chính quyền phải xác định công tác ứng phó với bão số 3 là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách hiện nay. Các đồng chí, thủ trưởng các sở, ban ngành, bí thư và chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão. Đồng chí bí thư và chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh về công tác ứng phó với bão số 3 trên địa bàn. 3. Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống ứng phó với bão số 3. Đình hoãn các cuộc họp không thật cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ cấp ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm, nơi xung yếu để lãnh đạo chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống ứng phó với bão số 3. 4. Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở ban ngành chức năng, đơn vị tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn triển khai công tác ứng phó với bão số 3 tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Chú trọng công tác phòng chống úng, lũ lụt, sạt lở đất, kịp thời khắc phục hậu quả do bão có thể gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân và nhà nước. 5. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí, đài phát thanh và truyền hình tỉnh, báo Ninh Bình thường xuyên cập nhật thông tin kịp thời về diễn biến bão, mưa lũ, nguy cơ sạt lở đất và công tác chỉ đạo phòng chống ứng phó với bão tại các địa phương, đơn vị để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết tích cực tham gia phòng chống bão. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn kỹ năng phòng tránh bão để các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết chủ động phòng tránh. 6. Yêu cầu tất cả cơ quan, đơn vị trong tỉnh phải phân công lãnh đạo và các lực lượng chức năng trực ban nghiêm túc, nhất là lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng để triển khai công tác ứng phó với bão, bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua Văn phòng Tỉnh ủy những vấn đề phức tạp phát sinh. 7. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ động bố trí công việc trực tiếp xuống các địa phương, đơn vị được phân công phụ trách để chỉ đạo công tác phòng chống và ứng phó với bão số 3. 8. Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công văn này, phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Chiều nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tuyên truyền tháng 8, định hướng công tác tuyên truyền tháng 9 năm 2024. Đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Các ý kiến tham luận tại hội nghị thống nhất đánh giá, trong tháng 8, bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, định hướng của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, các cơ quan báo chí trong tỉnh, cơ quan thông tấn, thường trú trên địa bàn đã tập trung tuyên truyền, phản ánh toàn diện các nhiệm vụ chính trị, các chuyến thăm, làm việc của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước tại tỉnh. Đặc biệt, nhiều vấn đề, sự kiện, nhiệm vụ chính trị quan trọng được triển khai tuyên truyền, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao, như hội nghị triển khai thi hành luật đất đai năm 2024, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029, Hội thảo khoa học Đinh Tiên Hoàng, tầm vóc lịch sử và khát vọng dân tộc, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2024. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông tin về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025 và công tác quản lý di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Tam Điệp. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Bùi Mai Hoa ghi nhận, đánh giá cao kết quả tuyên truyền tháng 8 của các cơ quan thông tấn, báo chí, đảm bảo nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9, đồng chí đề nghị trước mắt tập trung cao cho công tác tuyên truyền, phòng chống, ứng phó với bão số 3, có phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra. Lưu ý một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường tin bài tuyên truyền về 65 tập thể cá nhân được biểu dương khen thưởng tại lễ tôn vinh điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2024. Tuyên truyền nội dung cốt lõi của cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung bài viết quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tuyên truyền quy hoạch tỉnh Ninh Bình, trọng tâm tuyên truyền sâu đậm các giá trị lịch sử, ý nghĩa của các di sản, công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Bình lần thứ 4, Lễ hội khinh khí cầu Tràng An Quốc Phương năm 2024. Tuyên truyền đấu tranh với hoạt động của tổ chức Năng lượng gốc chống đồng Việt Nam. Tăng cường tuyên truyền công tác quản lý các di tích trên địa bàn tỉnh nói chung, thành phố Tam Điệp nói riêng, cũng như công tác sử dụng quản lý tiền công đức, nhất là việc thực hiện thông tư 04 năm 2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội để nâng cao nhận thức, sự đồng thuận trong nhân dân. Sáng nay, Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê Nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức khánh thành dự án thiết lập trang trại thông minh và nâng cao chuỗi giá trị chăn nuôi lợn tại tỉnh Ninh Bình. Dự án được triển khai thực hiện tại Trạm Nghiên cứu và Phát triển Giống Lợn Hạt Nhân Tam Điệp, gồm 5 hợp phần chính là lắp đặt mô hình trình diễn trang trại thông minh, trong đó diện tích chuồng nuôi lợn nái là 216m², diện tích chuồng nuôi lợn thịt là 467m², phát triển hệ thống phần mềm điều hành trang trại thông minh, đào tạo chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước về quản trị dữ liệu, điều hành hệ thống trang trại, xây dựng báo cáo chính sách về phát triển trang trại và xây dựng hệ sinh thái, thương hiệu sản phẩm, chiến lược phát triển thị trường, quảng bá, chia sẻ nội dung dự án. Dự án với tổng vốn đầu tư hơn 80 tỷ đồng, trong đó vốn do chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại là 3,5 tỷ won, tương đương hơn 73 tỷ đồng, vốn đối ứng của Việt Nam hơn 326.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 7 tỷ đồng. Đây là nơi lưu giữ các giống gốc và các dòng lợn ngoại có gen quý được chăm sóc bởi nguồn nhân lực phát triển và có kinh nghiệm sản xuất kinh doanh theo chuỗi. Sau khi được chăm sóc kỹ lưỡng, mỗi năm xuất bán khoảng 4,5 đến 6.000 lợn giống sinh sản và 18 đến 20.000 lợn thương phẩm. Đến nay, sau hơn một năm khởi công xây dựng, dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích hơn 20 ha với hạ tầng chăn nuôi tương đối hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, có nhiều dư địa để phát triển về quy mô cũng như tiến hành các nghiên cứu thử nghiệm khoa học mới. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra một mô hình sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch điển hình, có khả năng cạnh tranh cao, giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho nông dân, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế của ngành nông nghiệp nói chung và lĩnh vực chăn nuôi nói riêng. Sau đây là tin bão khẩn cấp cơn bão số 3.
Hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía đông bắc đảo Hải Nam Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 420 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 16, 184-201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h. Đến 4 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 200 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h, đi vào Bắc Vịnh Bắc Bộ. Đến 16 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 106,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h, đi vào đất liền phía Đông Bắc Bộ. Đến 16 giờ ngày 8 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc, 102 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần. Chiều nay, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3 tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nho Quan, Gia Viễn và các đơn vị trực thuộc. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, ngay sau khi có công điện của Bộ Tham mưu Quân khu 3 và của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai ngay các phương án phòng chống. Qua kiểm tra thực tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật diễn biến bão và tình hình mưa lũ trên địa bàn. Ban Chỉ huy Quân sự các huyện phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, chủ động rà soát, bổ sung, điều chỉnh các phương án, kế hoạch phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống sạt lở, sập đổ, ngập lụt, sát tình hình thực tế, địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ. Kiểm tra và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống nhà ở, nhà làm việc, nhà kho, trạm, xưởng và các công trình liên quan của cơ quan đơn vị. Duy trì nghiêm chế độ trực 100% quân số, chuẩn bị tốt các phương tiện cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị đứng chân trên địa bàn cơ động ứng phó khi có tình huống xảy ra. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, đặc biệt là người dân vùng ven biển, huyện Kim Sơn đã chỉ đạo các ngành liên quan tập trung triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 3 có thể gây ra. Thực hiện thông báo, kêu gọi tàu thuyền của huyện đang khai thác thủy sản trên biển về nơi tránh trú bão an toàn của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Kim Sơn. Ngay đầu giờ sáng ngày 6 tháng 9, tất cả các phương tiện và người lao động của tổ tàu thuyền an toàn số 2 xã Kim Đông đã trở về neo đậu tại nơi quy định. Triển khai về cái phòng chống cơn bão số 3 thì chúng tôi cũng đã là huy động bà con là những tàu thuyền nào mà yếu thì là vào cái nơi mà an toàn nhất và nơi cạn nhất để tránh trú bão, dây chằng và dây neo là đầy đủ và đệm nốt thật là phải an toàn. Thì nói chung là bà đến giờ này là tổ tàu thuyền an toàn và hai của chúng tôi là bà con chúng tôi là đã về bờ an toàn, không có một ai là đang ở ngoài biển cả. Huyện Kim Sơn cũng đã tiến hành thông báo cho toàn bộ lao động đang nuôi trồng thủy sản từ đê Bình Minh 3 đến Cồn Mờ chủ động di rời vào nơi tránh trú bão an toàn. Các đồng chí bên biên phòng rồi công an xã cũng rất là nhiệt tình. Quán án này cũng đi thông báo rất là nhiều gia đình chúng tôi này. Sáng nay này vợ con ở trong nhà ra bắt đầu là chẳng trống và bắt đầu thao dỡ những cái nào mà cần thiết. Thì như con giống thì đấy, như anh thấy là chúng tôi phải chuyển hết vào trong khu kín đáo để nuôi trồng cho nó ổn định, chứ không có chuẩn bị mưa to thì có khả năng là sẽ ảnh hưởng đến con giống rất là nhiều. Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đang tích cực triển khai các phương án để cùng các cấp ngành giúp nhân dân vùng ven biển trước, trong và sau bão. Về phía đơn vị thì chúng tôi cũng đã thường xuyên theo dõi và cập nhật các cái bản tin dự báo thời tiết của Trung ương cũng như là các cái điện thông báo của trên và đã tổ chức cho tàu xuồng trực để sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong xử lý các cái tình huống cứu hộ cứu nạn và đảm bảo neo đậu tàu thuyền cho nó an toàn, cũng như là chằng chống gia cố về kho tàng nhà cửa, quán triệt để cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng với quyết tâm cao nhất
để thực hiện tốt cái nhiệm vụ phòng chống cơn bão để giảm thiểu mọi cái thiệt hại mà cơn bão số 3 có thể ảnh hưởng. Huyện Kim Sơn cũng đã chỉ đạo các đơn vị địa phương chủ động vận hành, điều tiết nước và triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, đặc biệt là các tuyến đê sung yếu, tạm dừng các công trình đang thi công khu vực ven biển. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, huyện Yên Khánh đang tích cực triển khai công tác phòng chống bão, bảo đảm an toàn về người và tài sản trên địa bàn. Khánh Thành có hơn 500 ha đất nông nghiệp, trong đó có hơn 300 ha trồng lúa, 30-40 ha trồng hoa màu. Ngay sau khi nhận được thông tin về cơn bão số 3, xã đã tập trung tuyên truyền cảnh báo để nhân dân chủ động phòng tránh, không chủ quan lơ là, bị động. Sau khi có cái công điện của Ủy ban nhân dân huyện, tất cả bà con chúng tôi là tổ chức cái thu hái trước khi bão những cái diện tích mà thu được, để còn lại cũng chẳng chống khắc phục. Mong muốn làm sao là cái trận bão này nó qua đi nó nhẹ nhàng thì bà con đỡ thiệt hại. Vụ mùa năm 2024, huyện Yên Khánh gieo trồng hơn 8.000 ha, trong đó cây lúa trên 7.500 ha, rau các loại hơn 294 ha. Để chủ động ứng phó với bão số 3, toàn huyện đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng chống theo phương châm 4 tại chỗ. Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát chặt chẽ những vị trí xung yếu, sẵn sàng phương tiện, lực lượng cứu hộ cứu nạn. Từ ngày 5 tháng 9 đã thực hiện tiêu nước trong đồng. Đối với sản xuất công nghiệp, chỉ đạo các khu cụm công nghiệp cũng như phối hợp với các khu công nghiệp thì ban quản lý công nghiệp đã cũng chuẩn bị tất cả các phương án sẵn sàng để mà chống bão, đặc biệt là các trạm bơm kiểm tra tất cả hệ thống máy móc cũng như là điện để đảm bảo là hoạt động ổn định. Và ngoài ra thì đối với các cái tuyến kênh ngoài thì cũng yêu cầu các hợp tác xã là tổ chức khơi thông, nạo vét, đảm bảo dòng chảy các trạm bơm hoạt động. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện cũng yêu cầu các ngành, các xã thị trấn theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo về bão, thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, nghiêm túc trực 24/24 giờ, triển khai tốt phương án sẵn sàng lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả của mưa bão gây ra. Sáng nay là trên địa bàn toàn xã chúng tôi ra quân, một là đi cắt tỉa các cái cây mà có nguy cơ ảnh hưởng đến cái việc đi lại giao thông của nhân dân và các cái gia đình mà có các cái điều kiện khó khăn hoặc là các cái đối tượng chính sách, anh em tôi đã đến từng nhà và kiểm tra lại toàn bộ nhà cửa, rồi là các cái vật kiến trúc của hộ gia đình để anh em tôi giúp bà con nhân dân là phòng chống, chẳng chống nhà cửa, rồi là các cái điều kiện khác để làm sao mà khi cơn bão số 3 là giảm thiệt hại thấp nhất. Với sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống của chính quyền địa phương sẽ hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi mưa bão xảy ra. Do ảnh hưởng của bão số 3, từ đêm qua trên địa bàn thành phố Ninh Bình đã có mưa lớn gây ngập úng cục bộ và đổ gãy một số cây xanh. Ngay trong sáng nay, lực lượng chức năng và nhân dân đã tích cực chủ động khắc phục thiệt hại. Mưa to và gió lớn trong đêm qua đã làm bật gốc đổ một cây cổ thụ ngay đầu đường Ngô Gia Tự, giao cắt với đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình. Cây đổ chắn ngang đường khiến các phương tiện không thể đi qua. Nhận được thông tin phản ánh, lãnh đạo thành phố đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình cắt tỉa, thu dọn. Cùng với đó, người dân cũng tích cực hỗ trợ quét dọn đảm bảo cho lưu thông an toàn. Chúng tôi là phối hợp là quét dọn đường xá cho nó sạch sẽ để cho người dân với các cháu học sinh đi lại cho nó thuận tiện. Thứ hai nữa là lá lẩu nó không rơi và nó bị tắc cống. Chuẩn bị là bão là sẽ mưa lớn thì là quét dọn cho nó sạch sẽ để nó không bị tắc cống. Cơn mưa lớn vào sáng nay cũng làm cho một số tuyến phố trên địa bàn thành phố Ninh Bình bị ngập úng cục bộ, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Người dân đã tập trung khơi thông cống rãnh, thu gom, vớt rác, qua đó để việc tiêu thoát nước được nhanh chóng. Lòng đường là sạch sẽ, lá cũng là nói chung là quét vụn gọn hết thành đống hết. Vì là cơn bão này to, thế cho nên nhân dân ở đây là nhà nào có mái tôn là đều chẳng chịt hết, rất là cẩn thận. Chẳng rồi là đưa gạch đỏ vào trong bao bì xong rồi buộc dây vắt qua mái nhà cũng làm cẩn thận lắm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 là cơn bão rất mạnh và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Ninh Bình. Trong những ngày tới, mưa lớn còn tiếp diễn, do vậy công tác phòng chống cần được triển khai hết sức khẩn trương, nghiêm túc nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.
Để chủ động phòng ngừa ứng phó kịp thời hiệu quả với bão số 3, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục chủ động thực hiện nghiêm túc các nội dung trong công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh và cơ sở vật chất trường lớp. Tại trường Trung học Phổ thông Bình Minh, huyện Kim Sơn, từ vài ngày nay, cán bộ giáo viên nhà trường đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số 3 một cách chủ động theo phương châm 4 tại chỗ, phù hợp với điều kiện nhà trường. Trong đó, rà soát cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên nhà trường có nguy cơ gãy đổ, thực hiện gia cố chẳng chống cửa các lớp học, phòng chức năng, thư viện. Nhà trường cũng đã có mua sắm các phương tiện phòng chống bão, ví dụ như là dây thép, mũ bảo hiểm, rồi đèn pin, rồi áo mưa để cho lực lượng trực chiến tại nhà trường và có phương án bố trí hậu cần cho lực lượng trực chiến phòng chống bão tại trường. Thế thì cho đến thời điểm này thì có thể nói công tác phòng chống bão của nhà trường về cơ bản thì cũng đã là hoàn thành. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học cho học sinh nghỉ học từ ngày mai mùng 7 tháng 9 có phương án và kịp thời di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn, đảm bảo không hư hại, hỏng hóc, mất mát. Tổ chức ứng trực 24/24 giờ, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ tại địa phương, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện phòng chống lụt bão và một số nhu yếu phẩm cần thiết để phòng các diễn biến phức tạp của bão. Chỉ đạo cán bộ giáo viên nhà trường là thực hiện việc phòng chống bão nghiêm túc theo đúng quy định. Như chúng tôi cũng đã hiện tại là chúng tôi tất cả những cửa của nhà trường thì chúng tôi đã chẳng chống và những đồ dùng vật dụng trang thiết bị ở ngoài trời thì chúng tôi những gì cất được chúng tôi có thể cất vào trong nhà. Còn những gì có thể tháo được để bỏ xuống dưới thì chúng tôi cũng đã bỏ xuống dưới và tất cả các khung bảng biểu của nhà trường chúng tôi cũng đã tháo dỡ và cất đi theo đúng tinh thần chỉ đạo của các cấp để đảm bảo an toàn về người và tài sản trong nhà trường. Có phương án dọn dẹp vệ sinh trường lớp ngay sau mưa bão, đảm bảo an toàn, phòng tránh dịch bệnh trong trường học. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ liên tục cập nhật tình hình về bão số 3 để có chỉ đạo kịp thời. Triển khai các văn bản để cho các nhà trường trước tiên là chủ động về con người, về phương tiện và về trách nhiệm của mình đối với cơ sở vật chất, đối với những tài sản của nhà trường. Hai nữa là bên cạnh đó thì còn quán triệt đến các em học sinh và giáo viên về vấn đề phòng chống với bản thân, cho gia đình và với cho cộng đồng. Với sự chủ động tích cực, khẩn trương và tinh thần trách nhiệm cao của các nhà trường, ngành giáo dục đã sẵn sàng ứng phó với những diễn biến bất thường của cơn bão số 3. Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, ngành du lịch đang tập trung triển khai nhiều biện pháp ứng phó, bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Liên tục cập nhật diễn biến về cơn bão, Ban Quản lý Khu Du lịch Thung Nắng, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư đã thường xuyên thông tin, tuyên truyền để cán bộ, nhân viên, đặc biệt là lái đò và du khách biết được. Do đêm mùng 5 tháng 9 và rạng sáng ngày mùng 6 tháng 9 có mưa to nên lượng nước trên sông tại khu du lịch tăng lên đáng kể, tuy nhiên vẫn ở mức đảm bảo an toàn cho hoạt động tham quan du lịch bằng thuyền của du khách. Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải và khu du lịch cũng đã hướng dẫn cho bà con, xã viên như thế là những người lái đò đi để chuẩn bị. Một, thứ nhất là phòng chống nhà cửa khỏi cơn bão số 3, nghe nói là cường độ rất mạnh, sẽ rủi ro về lụt lội chẳng hạn. Đấy. Còn du khách đi thuyền thì được các hướng dẫn viên và du lịch đã nhắc nhở khách và người lái đò chuẩn bị áo phao rồi đi đảm bảo an toàn cho khách ạ. Khu du lịch cũng chủ động tổ chức phát quang khơi thông dòng chảy hệ thống mương, cống thoát nước trên địa bàn để phòng chống ngập úng, rà soát số lượng khách du lịch tham quan, bảo đảm an toàn cho du khách. Trong trường hợp điều kiện thời tiết xấu không đảm bảo an toàn phục vụ khách sẽ dừng ngay việc tổ chức hoạt động tham quan và thông báo kịp thời tới du khách. Lúc nào gió bão không được cho khách đi và quản lý bà con để cho bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ngay từ ngày 5 tháng 9, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã ban hành công văn yêu cầu Ban Quản lý các khu điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai công tác ứng phó với bão số 3. Trọng tâm là bảo đảm tính mạng, tài sản cho người dân, du khách là trên hết, trước hết, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Trong đó, tập trung thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về du lịch và pháp luật liên quan, chủ động kiểm tra, nâng cấp cơ sở vật chất,
quy trình phục vụ, bổ sung nhân lực, đảm bảo an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ, phục vụ khách du lịch, đặc biệt là các chương trình, tuyến du lịch đi qua hang động, khu vực sông, hồ. Hiện nay chúng tôi đang đi thực tế để kiểm tra xem cái việc thực hiện những cái văn bản chỉ đạo này như thế nào. Các khu điểm du lịch cũng đã chủ động trong những cái phương án phòng chống bão, đặc biệt là đã có những cái phương án dừng đón tiếp khách trong những cái dịp mà bão về. Thì người ta đã cũng có cái lịch để thông báo với lại du khách được biết và tạo cái điều kiện cho khách có thể xây dựng lại những cái lịch trình tham quan cho mình. Trong trường hợp mưa bão lớn diễn biến phức tạp, các khu điểm du lịch sẽ tạm dừng việc đón khách. Hiện nay, khu du lịch sinh thái Tràng An đã thông báo dừng bán vé các tuyến tham quan từ 7 giờ 30 phút ngày 6 tháng 9 nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và nhân dân.